Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay mình đang có mặt ở trong showroom xe của Hét Huỳnh Mạch Tùng. Và địa chỉ của Hét là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn video cập nhật giá mới nhất dòng xe Honda AB, cũng như là chương trình khuyến mãi của Honda Việt Nam dành cho rất nhiều dòng xe của mình. Thì hôm nay các bạn sẽ quan tâm về dòng xe AB đi, vì mình sẽ chuẩn bị báo giá cũng như là chương trình khuyến mãi của Honda ha. Bắt đầu từ 15 tây tháng 10 đến hết 30 tháng 11 các bạn. Và đặc biệt hơn nữa thì cái voucher 1 triệu này mình sẽ mua được rất là nhiều những nhãn hàng. Nó không giới hạn ở một cái nhãn hàng nào riêng biệt hết các bạn, mà rất là nhiều những cái nhãn hàng được các bạn sẽ mua sắm trong thời gian tới khi mua xe Honda Winner này. Bây giờ mình sẽ mời các bạn tiếp tục di chuyển thẳng ra sau với mình nha, vào thẳng trong kho luôn các bạn. Đây, mình sẽ di chuyển thẳng ra sau và mang đến cho các bạn một chiếc xe Honda AB phiên bản động cơ 125 màu đỏ, theo cầu của các bạn đã yêu cầu mình làm về dòng động cơ 125. Mình sẽ quay chi tiết nó. Đây ha, đây là tổng kho xe của cửa hàng các bạn. Có thể nói là siêu to khổng lồ. Còn là chiếc AB động cơ 125 màu đỏ ha, phiên bản mới nhất 2023. Mình sẽ báo giá trước. Mời các bạn tiếp tục di chuyển thẳng vào trong khu vực xe AB với mình ở đây ha. Ngoài ra thì cửa hàng còn có rất là nhiều màu độ. Màu sơn độ sẽ cộng từ 2 triệu cho tới là 2 triệu rưỡi. Bất kỳ màu sơn nào, từ sơn thường cho tới là sơn 3D, tất cả đều có thể sơn được. Ví dụ như là đây nè các bạn, một dãy nè. Rồi, mình vào ngay cái giá liền, giá trước nha. Với phiên bản tiêu chuẩn là màu xanh và màu đỏ ở đây, rất nhiều xe. Giá hôm nay là 39 triệu 900 ngàn. Giá cam kết chính xác đúng thời điểm và đã bao gồm VAT nha các bạn. Còn với phiên bản đặc biệt màu đen mờ, giá sẽ là 41 triệu 900 ngàn. Còn với động cơ 160, phiên bản tiêu chuẩn là 54 triệu 900 ngàn các bạn. Phiên bản đặc biệt là 56 triệu 900 ngàn. Đây là phiên bản màu xanh. Phiên bản tiêu chuẩn động cơ 160. Đây là màu đỏ và màu đen nữa các bạn. Còn đây là phiên bản xanh xám đen, bản đặc biệt. Đó là giá xe. Còn về phí biển số, các bạn chưa đừng bao giờ hỏi mà giá xe lăn bánh chưa nha. Tại vì lăn bánh nó tới ba nơi các bạn, ở huyện, ở thị xã và giấy tỉnh. Thì động cơ 125 á, lần lượt là 1,4 triệu, 2,2 triệu và 3,4 triệu. Với động cơ 160 á, lần lượt là 1,7 triệu, 2,5 triệu và 4 triệu. Và quay trở lại với chương trình khuyến mãi của Honda, thì song song với cái gói mà hỗ trợ góp với lãi suất là 0,79% áp dụng cho đến hết ngày 30 tháng 11, thì cũng thời gian này Honda tiếp tục tung ra thêm một cái khuyến mãi mới tặng cho các bạn khi mua xe Honda AB này, 125, 160 luôn nha các bạn, 150 luôn, thì được tặng ngay một cái voucher trị giá là 1 triệu đồng. Thì cái voucher 1 triệu này á, mình sẽ thả sức mua sắm với những nhãn hàng mà bây giờ Honda đã nới rộng hơn. Ví dụ như là những cái hệ sinh thái của Thế Giới Di Động nè, điện máy xanh, bách hóa xanh. Còn về Vin á, thì chúng ta sẽ có Vinmax, Vinbia, Vinhome, Vincom, rất là nhiều ha. Thậm chí là Puma nè ha. Rồi hệ thống cửa hàng Bitit nè, rồi hệ thống cửa hàng Giwi, rồi Hoàng Hà Mobile. Thì Hoàng Hà Mobile là một cái hệ sinh thái có thể nói là trải dài từ khắp tới nam luôn rồi. Tức là bán điện thoại di động đó các bạn. Thì với 1 triệu này các bạn có thể là mua sắm nhiều mặt hàng mà các bạn yêu mến. Ví dụ như là trước đây á, thì đôi khi là cái voucher á, chỉ dành cho một cái sản phẩm nào đó riêng biệt mà các bạn không thích. Thì bây giờ Honda đã nới rộng cái dòng sản phẩm này hơn, từ Thế Giới Di Động, điện máy xanh ha, cho đến là Vin, hệ thống Vin nè, rồi hệ thống của cửa hàng Bitit nè, rồi Giwi. Đặc biệt là Giwi, các bạn có muốn mua thêm một cái thùng Giwi nữa không? Tại vì hiện giờ xe này đã có một cái cốp to rồi. Ở đây ha. Đó. Đây là AB phiên bản mới nhất với khung sườn mới để giúp cho cái cốp chúng ta rộng hơn. Rộng hơn mình nhớ không nhầm là khoảng 0,5 lít đó. Tại vì thế hệ cũ quá các bạn, nó sẽ nhỏ hơn nha. Thế hệ mới này bây giờ là 23,2 lít nè.
nó to hơn đây, và trong này có cổng sạc. Rồi thùng nghi quy phía sau nữa, nếu các bạn có định là đi tour xa đó là quá ổn, thì với cái voucher 1 triệu này sẽ giúp đỡ giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong cái việc mua sắm thêm những cái trang sức như là phụ kiện, thậm chí là những cái vấn đề khác nữa ha. Quay trở lại với phiên bản AB động cơ 125 này, mình sẽ quay sơ sơ này cho các bạn xem ha. Đây, đây là phía trên ha, khóa thông minh, có chống trộm nha, hai remote. Đây là phiên bản màu đỏ. Trọng lượng xe là 113 kg các bạn, 113 kg. Đây ha, khóa sáng gầm là 141 mm, chiều cao nguyên là 775 mm đó các bạn. Con số này thì các bạn cao khoảng 1m6 là đi thoải mái rồi. Phần bô xe thì được vuốt cao hơn. Và khối động cơ này á, nó cho công suất là tầm khoảng là 11,7 mã lực các bạn. 11,7 mã lực tại 8.500 vòng trên 1 phút. Hệ thống vỏ xe cũng là vỏ không có ruột luôn nha các bạn. Mình thấy là những dòng xe tay ga của Honda bây giờ là không có vỏ không có ruột. Lớp không xăm á. Và mình sẽ mở yên phía trước, rồi mở đổ xăng phía trước luôn các bạn. Đó, đây ha. Mời các bạn xem. Bình xăng là 4,4 lít nha. Và mở yên ở đây luôn. Dưới này, trên này đổ xăng nha các bạn. Chỉ một cái điều đáng tiếc thôi, là thay vì để cổng sạc phía trước thì Honda vẫn để cổng sạc ở phía sau. Thì đây là một cái điều đáng tiếc với mình á. Nè. Đó. Có đèn soi cốp và cổng sạc luôn ở trong này. Giá như mà ở đây có một cái cốp nhỏ và để cổng sạc ở đây thì còn dự bằng đúng không các bạn? Quá tuyệt đúng không? Này, mình nhìn phía sau ha. Xe của Honda thì nào giờ rất là ít tem các bạn. Đây là khối động cơ mới SB cộng, khung sườn mới, động cơ mới 4 van. Màu đỏ thì lúc nào nó cũng vui vẻ, tại vì nó sáng ha, nó tươi tắn và nó sang trọng. Hệ thống đèn bây giờ là full LED nha các bạn. Tuy nhiên thì bóng đèn halogen ở đây nè, bóng xi nhan ha, là bóng halogen nha. Bạn nào quan tâm thì mình cứ alo ngay cho các bạn nhân viên ở đây để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn về trả góp. Như mình nói lúc nãy, góp với lãi suất là 0,79% á, thì các bạn cứ tư vấn. Xe này thì các bạn trả trước từ vài triệu thôi là có thể lấy xe về rồi. Tuy nhiên mình trả trước càng nhiều càng tốt để có lãi suất tốt ha. Mình sẽ tư vấn thêm về vấn đề ship xe, bởi vì cửa hàng cũng có ship xe toàn quốc và miễn phí ship hoàn toàn cho các bạn Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh, Sóc Trăng, Cà Mau. Còn nếu mà ship ra tới tận Hà Nội á, là phí ship chỉ có 500 ngàn thôi. Mình sẽ cho các bạn là 5 số điện thoại di động. Mình sẽ để lên màn hình. Để trong một vài giây nào đó để các bạn có thể nhìn thấy ha. Ở bên này nè các bạn. Và trên này là 2 số bàn. Rồi các bạn có thể vào thẳng luôn phần mô tả để tìm hiểu kỹ hơn. Vì trong đó sẽ có luôn cái Facebook của cửa hàng và Facebook của mình nữa các bạn. Mình nhắc lại nha, chương trình khuyến mãi của Honda sẽ hết vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 này.
Xin chào các bạn nha.